Rồi, chào mọi người, hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái chắc vi kế ha. Cái này đúng hơn là cái thước dùng để lấy độ, lấy góc á, hay là lấy góc, thước đo góc đó. Thì cái thước này của hãng là Sinqua nha mọi người. Đây, của hãng Sinqua. Thước này là của hãng Sinqua, là của Nhật nha, nhưng mà cái hãng này vẫn sản xuất tại bên China ha. Nó sản xuất bên China, nó xuất qua bên Nhật đó. Thì đa phần đây là tiếng Nhật không à. Đây phần bên China ha, bán xuyên qua. Thì cái thước này nó có thêm một cái cây đảo này là hai hai tay đó, người ta dùng để dễ đo hơn, khi chúng ta cần đo góc gì đó người ta sẽ dễ dàng đo hơn. Và cái loại này nó dùng nó là làm bằng thép cao cấp ha, này rất là xịn, cầm rất là đã tay. Đây, cầm rất là nặng nha mọi người, rất là nặng. Thì khi mà ta đo góc á, ta cặp dù ta cần muốn đo cái góc bao nhiêu thì nó nằm trong khoảng này nè, trong khoảng này, nên là ta chỉnh là đây 30 độ nè. Dù nhìn cái mép này nè, ha, cái mép này nó nằm ngay chỗ 30 đó, thì cái góc này là 30 độ, chúng ta cần đo để đây ha. Đo bề ngang bên đây góc này bao nhiêu nè, xoay đó, xoay theo cái góc ta. Dù chúng ta để góc 45 thì đây là 45 ha, 45 độ thì ta siết này vô, ta siết lại thì này là cứng rồi mọi người ha. Cái này là cái cứng rồi, siết là cứng rồi, không xoay nữa. Thì góc này là góc 45, đây đặt cái đường này là góc 45 độ ha. Nó làm cái loại chất thép này rất là xịn, nên cầm nó rất là mát và đã tay. Người xem hàng của Sinqua thì nó là chất lượng rất là tuyệt vời rồi nha. Hàng Sinqua chất lượng rất là tuyệt vời. Thì cái cây này Sinqua nó hai dòng, một dòng là nó có thêm một cái khúc này để chúng ta dễ đo hơn, một dòng thì không có. Chút xíu tôi giới thiệu cho mọi người xem cái dòng khác ha, cũng có hàng Sinqua luôn đó. Cái này dễ dàng chúng ta lấy góc hơn ha, dễ đo hơn đó. Nó rất đẹp, ở trên đây nó chỉ thể hiện là số này là đúng là 10 cm nha, 10 cm. Chỗ này chỉ vạch nó đỏ rất là rõ nè nha. Nó quay ở góc bao nhiêu thì ta quay nhiêu. Đây thì góc này nè, hai cái đoạn này nó là bao nhiêu độ đó, người ta quay qua đây thì 50 độ. Đây 50 thì góc này là 50 ha, xuống này 90 thì người ta quay lại 90 đó. Này là đòi hỏi độ chính xác cao nha mọi người đó. Đây góc này góc chuẩn 90 độ luôn đó. À, thì cái thước này thì mình không thể so sánh được những cái hàng mà của hàng Trung Quốc được. Hãng Sinqua là hãng rất là nổi tiếng, hay cái độ chính xác rất là cao. Người xem cái loại trước là mặt thép nó rất là sáng, cầm rất là chắc tay, đó, rất là chắc tay. Thì cái thước này có giá là 290 ngàn ha, 290 ngàn. Thì mọi người có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở bên trên màn hình nha. Rồi, thôi cảm ơn mọi người.